Bữa nay mình sẽ nấu chè cho nước hạt sen nha mọi người. Mình sẽ xay nhuyễn 200g hạt sen đã hấp chín. Mình chia ra 2 lần cho dễ xay á mọi người. 400g bột nếp mình sẽ lấy lại một muỗng canh cho vào một cái nồi nhỏ cùng với 350ml nước để đem đi nấu lấy trùng. Khuấy đều với lửa nhỏ cho đến khi thấy bột của mình sôi lên thì mình sẽ tắt bếp. Chờ khoảng 2 đến 3 phút cho bớt nóng rồi mình sẽ cho vào trong thau bột nếp nha mọi người. Làm cách này chè của mình sẽ được mềm, dẻo và ngon hơn á. Trong lúc bột của mình còn nóng mình sẽ dùng cái phới để trộn bột. Rồi mình cho hạt sen xay nhuyễn lúc nãy vào luôn nha mọi người. Trộn đều cho hạt sen và bột quyện vào nhau. Sau khi bột đã bớt nóng rồi thì mình sẽ mang bao tay vào để trộn nha mọi người. Trộn miệt mài không ngừng nghỉ tầm khoảng 10 phút đến 15 phút cho đến khi bột không còn dính tay nữa là đạt nha mọi người. Rồi mình sẽ vò viên nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh như thế này nè mọi người. Thả những viên chè nhỏ xinh vào trong nồi nước sôi để luộc tầm khoảng 2 đến 3 phút. Một mẹo nhỏ, nếu mọi người muốn viên chè của mình được ngon ngọt hơn thì có thể cho thêm một muỗng đường vào trong nồi nước luộc nha. Sau khi thấy những viên chè của mình nổi lên mặt nước thì mình sẽ vớt ra cho vào trong thau nước lạnh nha mọi người. Nhìn mấy viên chè tròn tròn nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá luôn á mọi người. Mình sẽ ngâm chè trong nước lạnh cho viên chè săn lại tầm khoảng 10 đến 15 phút. 350g đường phèn mình sẽ lấy ra tầm khoảng 50g để thắng tạo màu caramel. Sau khi thấy đường phèn vừa chuyển sang màu vàng thì mình sẽ cho nước vào nha mọi người. Mình cho 1,5 lít nước vào. Rồi trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ đi cắt gừng thành sợi. Gừng cạo bỏ vỏ, rửa sạch sau đó cắt sợi mình dùng tầm khoảng 30g á mọi người. Nước đã bắt đầu sôi thì mình sẽ thả những viên chè vào. Chè cho nước bình thường thì mình đã nấu nhiều rồi, còn đây là lần đầu tiên mình nấu chè cho nước hạt sen đó mọi người. Rồi mình cho hết phần đường phèn lúc nãy vào luôn nha mọi người. Tiếp tục nấu với lửa vừa cho đến khi thấy chè của mình nổi lên thì mình sẽ cho gừng cắt sợi vào. Nấu cho nước chè sôi lên và mình sẽ vớt bọt. Độ ngọt của chè thì mọi người cứ tùy chỉnh gia giảm cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Chè cho nước hạt sen đã xong, bây giờ mình sẽ làm nước cốt dừa nha mọi người. Mình dùng 400ml nước cốt dừa, 50g đường và một xíu muối. Lượng đường thì mọi người cứ gia giảm tùy ý thích nha. Mình sẽ hòa tan một muỗng cà phê bột năng với 2 muỗng canh nước lọc để cho vào trong nước cốt dừa. Khuấy đều tay với lửa nhỏ cho đến khi thấy nước cốt dừa của mình sôi sệt thì mình sẽ tắt bếp. Nếu mọi người thích ăn chè còn nóng giống như mình thì múc ra tô cho nước cốt dừa vào cùng với xíu đậu phộng là ăn được rồi. Còn nếu mọi người thích ăn lạnh thì nên cho vào trong ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 5 đến 7 tiếng là ăn sẽ ngon hơn nha. Chén chè lúc nãy mình múc cho tiền bói, còn chén này là chén của mình nè mọi người. Mình thích cái cảm giác vừa nấu xong là được ăn liền như vậy nè mọi người. Chè cho nước hạt sen nấu với đường phèn ăn vừa thanh mà vừa mát nữa. Hôm nào rảnh thì mọi người làm thử đi nha. Chúc mọi người làm thành công.